Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong kênh YouTube của chúng tôi 1312. Và ngày hôm nay chúng tôi đã lựa chọn một số nơi danh lam thắng cảnh ở tại Huế và bên ngoài thành phố Huế. Chúng tôi đã sẵn sàng với những chiếc xe của mình, đồ cũng đã lên. Các bạn còn chờ gì nữa? Hãy cùng chúng tôi lên đường để khám phá những điểm đến hấp dẫn tại Huế. Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là Lăng Khải Định, nằm cách kinh thành Huế khoảng 8 km về phía nam. Như vậy là chúng tôi đã đến với Lăng Khải Định, quãng đường rất gần, chúng tôi đi chỉ mất khoảng hơn 10 phút thôi. Ở đây thì đang có rất nhiều khách du lịch. Chúng ta hãy cùng vào xem Lăng Khải Định đẹp như thế nào. Lăng Khải Định hay còn gọi là Ứng Lăng là lăng mộ của vua Khải Định, vị vua thứ 12 của triều Nguyễn. Lăng Khải Định nằm trên triền núi Châu Chữ phía bên ngoài kinh thành Huế. Vua Khải Định lên ngôi năm 1916 khi ông mới 31 tuổi. Ngay sau khi lên ngôi, ông đã cho xây dựng rất nhiều đền đài, cung điện, lăng tẩm cho gia tộc và cho mình. Ông đã tham khảo rất nhiều thầy địa lý để cuối cùng xây sinh phần cho mình trên triền núi Châu Chữ. Và ở phía trước chúng ta có thể thấy đó là núi Chóp Vung và Kim Sơn, cũng ứng với Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ. Và ở phía trước có khe Châu Ê, cũng tương thích với cả Minh Đường. Đây là một địa thế rất đẹp về tâm linh. Vua Khải Định là vị vua thứ 12 của triều Nguyễn và là người cuối cùng xây dựng lăng tẩm. Ông say sưa với việc xây dựng cung điện, dinh thự, lăng tẩm cho bản thân và hoàng tộc. Trong đó đặc biệt là Ứng Lăng. Những công trình này có giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, công phu và tốn nhiều thời gian. Lăng khởi công ngày 4 tháng 9 năm 1920 và kéo dài trong 11 năm mới hoàn tất. Để xây dựng lăng mộ cho mình thì vua Khải Định đã rất kỳ công, gửi người sang tận Pháp để mua về sắt thép, xi măng và tất cả những cái gốm sứ và thủy tinh ở đây thì đều được mua về từ Trung Quốc và Nhật Bản. Lăng Khải Định có sự xâm nhập của trường phái kiến trúc Ấn Độ giáo, Phật giáo, Roman, Gothic. Người chịu trách nhiệm chính trong việc kiến tạo những tuyệt tác nghệ thuật trong Lăng Khải Định là nghệ nhân Phan Văn Tánh, tác giả của 3 bức họa Cửu Long Ẩn Vân, lớn bậc nhất Việt Nam, được trang trí trên trần của 3 gian nhà giữa trong cung Thiên Định. Chúng tôi đang có mặt tại cung Thiên Định. Đây là biểu tán, quý vị có thể dễ dàng nhìn thấy tượng của Đức Vua Khải Định làm bằng đồng và được đúc vào năm 1920 ở tại Pháp. Phía bên dưới là mộ phần của Đức Vua Khải Định. Các vua triều Nguyễn đều xây dựng lăng mộ cho mình ngay khi còn sống vì quan điểm sinh ký tử quy, sống gửi thác về của nhà Nho và triết lý sắc không vô thường của nhà Phật. Các khu lăng mộ xây sẵn là nơi thỉnh thoảng khi còn sống các vua lui tới để vui chơi và nơi chôn cất khi họ mất. Tất cả các lăng đều được xây dựng, quy hoạch theo đúng triết lý phong thủy phương Đông đã làm cho các lăng này có được những kiến trúc rất đẹp và thơ mộng. Rời Lăng Khải Định với những nét kiến trúc độc đáo, chúng tôi tiếp tục hành trình đến với không gian uy nghiêm của Lăng Minh Mạng. Đây là Lăng Minh Mạng hay còn gọi là Hiếu Lăng, nằm cách kinh thành khoảng 10 km ở gần ngã ba Bằng Lãng. Đây là trên núi Cẩm Khê, là nơi hội tụ của Tả Ngạn và Hữu Ngạn tạo thành sông Hương. Vua Minh Mạng là vị vua thứ hai của triều Nguyễn, trị vì từ năm 1820 đến năm 1841. Lăng Minh Mạng là một tổng thể kiến trúc quy mô gồm khoảng 40 công trình lớn nhỏ, được bố trí cân đối trên một trục dọc từ Đại Hồng Môn tới chân thành của La Thành sau mộ vua. Các công trình đều được phân bổ trên 3 trục lớn và song song với nhau, lấy đường thần đạo làm trung tâm. Đây là Sùng Ân Điện, là nơi được đặt chính giữa của khu lăng mộ vua Minh Mạng, nơi thờ vua Minh Mạng và vợ. Sau phía của điện Sùng Ân thì chúng ta sẽ tiến đến Huyền Cung, Hồ Tân Nguyệt là nơi đặt thi hài của nhà vua Minh Mạng. Trong những năm tại vị, vua Minh Mạng muốn xây dựng cho mình một sơn lăng để có thể nghỉ ngơi sau những giờ thiết triều căng thẳng hay còn là nơi hương hỏa khi mình băng hà. Vua Minh Mạng qua đời khi lăng chưa xây dựng xong, vị vua kế vị là Thiệu Trị đã cho hàng ngàn người tiếp tục để hoàn thành Hiếu Lăng vào năm 1843. Chỗ này mình đang đứng chỗ nào nhỉ? Đây là Minh Lâu, nằm trên trục thần đạo, chúng ta có thể thấy được rất nhiều những công trình từ ngoài đẹp đúng không? Còn ở phía trước mặt là Hồ Tân Nguyệt. Hình bán nguyệt ôm trọn lấy khu đồi, nơi chôn giữ
thi hài của vua Minh Mạng. Tôi thì được biết là biểu thành ở trên đồi là bức tường thành bao quanh khu mộ, còn huyền cung hay hơn nữa là cung điện xây ở dưới ngầm luôn, tức là thi hài nhà vua chôn ở dưới, đúng rồi, ở trên ngọn đồi đó. Đấy. Nhưng rất tiếc là chúng ta sẽ không thể vào đồi được. Tôi thấy cửa là đang không được phép lên đồi. Đúng rồi. Chỉ đến đây thôi. Cái cầu này cũng đẹp đây này. Cầu này cũng đẹp. Cầu này là cầu thông minh chính trực. Cầu thông minh chính trực. Thông minh chính trực. Yeah. OK, đi thôi. Đấy. Chỗ này đẹp ông nhỉ? Chỗ này đẹp. Mà cái chỗ này là gọi là cái gì tôi quên mất rồi. Chỗ này là lúc nãy tôi đọc hình như là Nghênh Lương Quán Điếu Ngư Đình, là nơi mà nhà vua hay đến để ngắm cảnh, thưởng ngoạn và câu cá. Nhưng mà đang chưa hiểu là ở đây chỗ này là chỗ lăng của cụ, là cụ đã mất rồi, xong rồi cụ lại đến đây để thưởng ngoạn ngắm cảnh câu cá là như nào nhỉ? Với rất nhiều vị vua, tôi thấy ví dụ như vua Khải Định, chúng ta đã đến lăng rồi, thì thấy là nhà vua xây lăng mộ cho mình khi vẫn còn đang sống. Thế thì tôi nghĩ là nhà vua hoàn toàn có thể đến những nơi như này để tạo có một không gian và một cảm giác thư thái. Tôi ngồi đây từ ban nãy đến giờ thì tôi cũng cảm giác là cực kỳ bình an. Mà cái không gian này nó lãng mạn nhỉ. Không biết là cụ ngày xưa cụ có tư tưởng tân tiến hay như nào không, mà tôi đang hoàn toàn có cảm giác như thể là tôi đang ngồi ở một cái công viên và một buổi chiều trời vô cùng đẹp. Ông có thấy là hai lăng mộ của vua Khải Định hay vua Minh Mạng hoàn toàn khác nhau? Ví dụ như tôi rất ấn tượng lăng Khải Định là sự tỉ mỉ trong kiến trúc, trong xây dựng. Đấy, cụ đã cho người đi sang tận Trung Quốc, Nhật để sành sứ này, hay là thủy tinh này, mang về này. Xây dựng thì các vật liệu ở Pháp này, hay là tượng đồng cũng đúc ở Pháp này. Còn ở phía bên này thì tôi lại thích về bố cục, tức là một không gian cực kỳ thoải mái, rộng đến 15 hecta cơ mà. Thì tôi nghĩ là nhà vua Minh Mạng đã cho xây dựng ở đây, và đây cũng như là một cái nơi có thể để vua tìm thấy sự tĩnh tại, nghỉ ngơi mỗi lần đến thì mới có cái chòi mà chúng ta có thể ngồi đây thưởng ngoạn như này. Có lẽ là nói một cách theo như là ngôn ngữ thời nay thì chắc là tính cách của mỗi cụ lại là khác nhau, cho nên mỗi cụ sẽ thích một kiểu khác nhau. Cụ Minh Mạng thì có lẽ là một người vô cùng lãng mạn, yêu thiên nhiên, cho nên là cụ đã gọi là cho xây cái chỗ này như thế này. Đấy, và ông thấy không, nhà vua Minh Mạng ấy, cũng có một nơi riêng để thờ cả hai vợ chồng. Tức là giải thích cho ông việc có thể là nhà vua rất lãng mạn, luôn luôn là yêu quý người vợ của mình. Một vị vua của tình yêu. Cảm giác nghe rõ từng tiếng chim hót và tiếng lá cây luôn. Tôi thì hơi ấn tượng khi đọc về Huyền Cung. Không ngờ là nhà vua lại cho xây cung điện cả dưới ngầm để là nơi đặt thi hài của mình. Quá đẹp. Rời lăng Minh Mạng khoảng 15 phút về phía Bắc, chúng tôi đến thăm lăng Tự Đức, một trong những lăng tẩm nổi tiếng nhất tại Huế và chỉ cách trung tâm 7 km. Lăng Tự Đức còn có tên là Khiêm Lăng, nằm ở trong một thung lũng hẹp của làng Dương Xuân Thượng, nay là phường Thủy Xuân của thành phố Huế. Lăng Tự Đức là một quần thể các di tích rất cầu kỳ và được coi là một trong lăng tẩm đẹp nhất của Hoàng gia nhà Nguyễn. Nếu như lăng Khải Định nổi bật với nét tinh xảo, lăng Minh Mạng với sự uy nghi, thì lăng Tự Đức được biết đến với nét thơ mộng và là một trong những lăng tẩm đẹp nhất của Hoàng gia triều Nguyễn. Vua Tự Đức đã chọn cho mình một nơi yên nghỉ xứng đáng, phù hợp với sở thích của người có học vấn uyên thâm và lãng tử bậc nhất trong hàng vua chúa nhà Nguyễn. Vua Tự Đức đã sớm nghĩ đến việc xây lăng mộ cho mình ngay từ khi còn sống. Vốn là một người giỏi thi phú, ông đã chọn vùng đất này, nơi sơn thủy hữu tình xứng đáng với ngôi vị của mình, để tạo nên lăng mộ. Khi mới khởi công xây dựng, vua Tự Đức lấy tên Vạn Niên Cơ đặt cho công trình. Nhưng sau khởi nghĩa Trời Vôi do anh em Đoàn Hữu Trưng khởi xướng, vua cho đổi tên thành Khiêm Cung. Sau khi vua mất, gọi là Khiêm Lăng. Một điều rất đáng chú ý ở Khiêm Lăng là tấm bia ở Bi Đình nặng trên 20 tấn do Tự Đức tự dựng. Thông thường, con phải dựng văn bia cho cha, nhưng vì Tự Đức không có con ruột nên ông tự dựng cho mình. Đến với lăng Tự Đức thì chúng ta có quá nhiều thứ để xem, để ngắm nhìn. Và chúng tôi sau một hành trình đi một vòng quanh với khuôn viên khoảng 12 hecta thì chúng tôi cũng đến được nơi lưu giữ thư hài của vua Tự Đức.
Đây là Khiêm Thọ Lăng, lăng của Lệ Thiên Anh Hoàng hậu, vợ chính của vua Tự Đức. Bà sinh năm 1828 và mất năm 1902, được thờ chung với nhà vua tại Hòa Khiêm Điện. Dực tôn Lệ Thiên Anh Hoàng hậu từ thân phận cung nữ, cẩn phi, thuần phi, trung phi rồi hoàng quý phi, suốt 36 năm giúp Tự Đức trị vì. Khi Tự Đức mất, di chiếu tôn làm hoàng hậu nhiều lần bà không nhận, nhưng vì đức độ một lòng với xã tắc mà các vị vua về sau tôn xưng bà từ hoàng hậu lên hoàng thái hậu rồi thái hoàng thái hậu. Ở khu lăng Tự Đức này thì tất cả các công trình đều có chữ Khiêm, có tới 50 công trình, mà ví dụ như là cái chỗ chúng tôi đang ngồi này có tên là Sung Khiêm Tạ. Và vua Tự Đức là một người rất là lãng mạn, có một điểm đặc biệt là ông có tới 103 người vợ nhưng lại không có con nối dõi. Toàn cảnh lăng Tự Đức như một công viên rộng lớn, không có những con đường thẳng tắp, thay vào đó là con đường lát gạch bát tràng, bắt đầu từ cửa Vũ Khiêm, đi qua trước Khiêm Cung Môn, rồi uốn lượn quanh cỏ phía trước lăng mộ và đột ngột khuất vào những hàng cây sứ đại thụ gần lăng Hoàng hậu Lệ Thiên Anh. Rời ba lăng tẩm được coi là đẹp nhất tại Huế, chúng tôi chọn một điểm đến đẹp và thơ mộng để nghỉ chân cuối ngày. Được ba lăng và kết ngày ở đây. Một ngày có lẽ là cũng chỉ có đủ thời gian để đi từng đấy điểm thôi. Mình cứ tính thử xem lăng Minh Mạng với lăng Tự Đức là toàn 12 với 15 hecta và chúng ta đi hết được, chứng tỏ chúng ta đi rất nhiều. Và hơn thế nữa là đã chọn được một chỗ quá đẹp để ngắm hoàng hôn, kết thúc một ngày ở Huế. Sông chỗ này nó chảy cong cong này, mình nhìn về hai hướng có thấy hai góc sông luôn. Đang ngồi ở vị trí này thì ban nãy tôi xem trên bản đồ là Huế ở phía sau lưng mình, qua gấp khúc ở đằng xa kia thì sẽ là chùa Thiên Mụ. Này tôi nhìn thấy ở kia có cái bến thuyền đấy, chính ra xuống cái bến thuyền đấy, xong mình bây giờ làm cách nào để xuống bến thuyền đấy. Quan trọng nhất là cái chỗ trước hoàng hôn đẹp đến ngỡ ngàng, vẻ thơ mộng xứ Huế hưng hòa vào với trời đất, để lại trong mỗi ai khi đến đây những cảm xúc không thể nào quên.